nhất định phải là bền vững. Phải kiên trì, phải đồng lòng. Không máu lửa, không làm người. Hành trình một thập kỷ luôn kiên định trong định hướng phát triển của mình, bất biến giữa những thách thức của thời cuộc. Bởi vì với Sài Gòn, bền không đơn giản chỉ là một sự lựa chọn. Hơn 10 năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đã khởi sự kinh doanh lần đầu tiên. Đấy là cái thời điểm mà chưa có một cái chút kinh nghiệm nào cả. Không ngờ rằng là cái kết quả kinh doanh nó rất là tốt. Và đó chính là cái bắt đầu của chuỗi những cái sai lầm. Kết quả là một cái thất bại rất là đau đớn, phải bán hết công ty đi, thậm chí là gia đình đã phải bán nhà, nhưng mà vẫn không đủ để trả nợ. Một cái thất bại đau đớn khiến tôi chùn bước, nhưng mà cái máu kinh doanh thì nó vẫn có trong người. Nên là vào đầu năm 2012 thì đã quyết định khởi sự thêm một lần nữa với một cái unit mới tên là Sale Ngon. Bởi vì cái thất bại lần đầu nó để lại một cái cảm giác, nó để lại cái nỗi sợ. Nên ngay từ đầu chúng tôi đã chọn một cái cách thức phát triển doanh nghiệp, lần này nó sẽ phải bền vững. Có thể sẽ không kiếm được nhiều tiền bằng lần trước, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là ngày hôm nay mình có công việc thì ngày mai mình cũng có công việc. Thì đấy chính là cái triết lý của Sale Ngon ngay từ cái thuở đầu. Mọi thứ làm đều phải hướng tới cái sự bền vững. Nhận thấy thị trường Google Marketing đang hỗn loạn với những thủ thuật mũ đen, chính là cơ hội để tư duy bền vững, trở thành sự khác biệt cạnh tranh. Sale Ngon đã ngay lập tức tạo ra các lớp học, dịch vụ lấy nền tảng mũ trắng làm trung tâm. Với lựa chọn ban đầu như vậy, Mai Xuân Đạt đã tập trung tìm hiểu các tư liệu chính thống trên website của Google nhằm nắm bắt chính xác những gì Google mong muốn ở một đối tác. Có thể nói rằng đây là một khởi đầu của một chuyên gia Google Marketing mũ trắng. Với định hướng mũ trắng trong khi thị trường rất hiếm người hiểu và chia sẻ chủ đề này, nên người Sale Ngon phải tự mày mò, tìm hiểu và dạy cho nhau. Văn hóa học tập của Sale Ngon cũng bắt đầu từ đó. Từ những học hỏi của chính mình và thực hành qua hàng trăm dự án khác nhau, Sale Ngon dần hình thành các tiêu chuẩn mũ trắng của riêng mình với những checklist công việc, quy trình riêng mà không có ở bất cứ nơi đâu. Với tinh thần cho là nhận, Sale Ngon đã đóng gói những sáng tạo của mình và chia sẻ với cộng đồng thông qua các sự kiện, lớp học mà không hề giấu giếm bất kỳ điều gì. Chúng tôi tin rằng một cộng đồng với nhiều người hiểu về mũ trắng sẽ giúp thị trường đi lên và mang lại nhiều giá trị. Chính một môi trường làm việc như vậy đã sinh ra rất nhiều thế hệ giỏi nghề, yêu nghề tại Sale Ngon. Quá trình khó khăn ban đầu khi lựa chọn mũ trắng kéo dài hơn chúng tôi tưởng. Đứng trước nhiều lựa chọn về hiệu quả ngắn hạn, rất nhiều khách hàng và nhân sự đã không lựa chọn Sale Ngon. Nhưng bằng sự nghiêm túc với nghề và tư duy làm việc có tâm, người Sale Ngon vẫn kiên trì ngày ngày bồi dưỡng kiến thức. Chúng tôi đã trở thành chuyên gia trong mắt cộng đồng và khách hàng từ khi nào không biết. Nhận thấy con đường đi của mình là đúng, cho dù không nhanh nhưng bền, Sale Ngon kiên trì với lựa chọn mũ trắng, sáng tạo ra văn hóa, biết, làm, kết, tạo nhằm biến Sale Ngon trở thành một công ty dẫn đầu về chuyên môn trong lĩnh vực Google Marketing. Kiên trì nhiều năm, Sale Ngon đã tạo được một bánh đà vững chắc với lực quay rất mạnh, không gì có thể dừng lại được. Đó là chiếc bánh đà tạo ra các chuyên gia. Các hoạt động của Sale Ngon như đào tạo nội bộ, các chương trình vinh danh chuyên môn do Google và nội bộ tổ chức đã là chiếc nồi sinh ra nhiều chuyên gia Google Marketing cho cả Sale Ngon và cộng đồng. Đặc biệt với Sale Ngon Academy, đây là tâm huyết của những người làm nghề tâm huyết mà những người làm nghề đang hàng ngày đóng góp và kiến tạo cho một cộng đồng am hiểu nền tảng, tiếp lửa và nhân rộng hơn nữa giá trị chuyên môn, giúp cho hàng triệu doanh nghiệp Việt Nam thành công trong kinh doanh và đem lại lợi nhuận bền vững trong tương lai. Với Sale Ngon, trở thành chuyên gia là tư duy đã ăn vào máu. 10 năm bền bỉ lựa chọn con đường khó để đi, chúng tôi chỉ có thể thành công khi chúng tôi là một tập thể. Sale Ngon trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa bao giờ hết yêu thương nhau. Người Sale Ngon có thể cãi vã, xung đột nhưng chỉ là để cùng nhau hoàn thành mục tiêu chung. Người Sale Ngon đôi khi cũng mệt một tí nhưng chưa bao giờ được tin tưởng. Người Sale Ngon giống như một đàn ngỗng, chúng tôi cùng nhau ăn mừng, cùng nhau bay trong một đội hình hướng tới phía trước. Từng bước vượt qua các khó khăn gian nan và cả những lúc tưởng chừng như bỏ cuộc. Sale Ngon luôn tự hỏi mình, điều gì định nghĩa đến chúng ta? Có thể còn rất lâu nữa, chúng tôi mới hoàn thành sứ mệnh của mình, nhưng chúng tôi luôn biết câu trả lời cho câu hỏi trên. Sự bền vững, đó là lựa chọn, là giá trị, là niềm tin của mỗi người Sale Ngon. 10 năm để chứng minh một điều, lựa chọn của chúng tôi là đúng. Một Sale Ngon luôn nghiêm túc với nghề và sẵn sàng chia sẻ. Một Sale Ngon làm việc có tâm để vươn tới cái tầm. Một Sale Ngon với triết lý làm nghề sâu sắc. Một Sale Ngon với hàng nghìn khách hàng tin tưởng.
Nó là một xe ngon phát triển, bền vững và vui. Cảm ơn những người đã đến và cả những người đã đi. Có thể chúng ta không nhận ra nhưng thanh xuân của chúng ta đều ở lại. Sài Gòn chính là ngọn lửa thanh xuân của mỗi người. Sài Gòn chính là ngọn lửa mà mỗi chúng ta đã góp công để khiến nó rực cháy. 10 năm tiếp lửa, đầy tự hào và đam mê.